Bất động sản Cam Lâm vẫn là một cái tên thu hút được rất nhiều nhà đầu tư trong cả nước, đặc biệt là phân khúc đất nền gần biển, ven biển Bãi Dài và ven đầm thủy triều. Song song đó, tìm hiểu về nhu cầu của thị trường, rất là quan tâm về thị trường đất ven biển Bãi Dài, nhất là khu dự án 602 của tập đoàn Hưng Thịnh. Đây là trong chuyến tham quan khảo sát về thị trường tại Cam Lâm, Châu có ghé ngang và tham quan về dự án, tiến độ thực hiện xây dựng tại dự án Golden Bay 602 như thế nào. Và hiện tại Châu đang đứng tại vị trí Golden Bay 602, nằm trên đây là con đường N3 nè các anh chị. Và phía sau lưng Châu đây có rất là nhiều xe ben, xe tải đang tiến hành xây dựng, thực hiện thi công của dự án này. Và đây là con đường sẽ hướng ra biển Bãi Dài. Và phía sau lưng Châu này là các có resort dọc theo biển Bãi Dài ở phía bên này. Và Châu sẽ mời các anh chị cùng đi theo Châu để khám phá về cập nhật tiến độ xây dựng hạ tầng ở khu vực này như thế nào qua đoạn video clip ngắn này nhé. Xin chào các anh chị. Thì hiện tại Châu đang đứng tại dự án Golden Bay 602 của tập đoàn Hưng Thịnh. Thì vị trí này tọa lạc tại trung tâm khu du lịch của Bắc bán đảo Cam Ranh. Nơi này tiếp giáp với biển Bãi Dài cũng như là nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành. Và 602 là khu đô thị đầu tiên kiểu mẫu tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Và ngay chỗ vị trí Châu chỉ đó là resort Ama, có một con đường đó là đường Lê Lợi sẽ kết nối với cầu Lê Lợi ở hướng này, sẽ nối với đầm thủy triều và kết nối từ khu vực Cam Lâm ra biển Bãi Dài cũng như là đi về sân bay quốc tế Cam Ranh. Thì đoạn đường này cũng kết nối thẳng ra biển Bãi Dài. Và đây là hiện tại xây dựng ở đây cũng đã hoàn thành. Và từ phía này thì đi về sân bay quốc tế Cam Ranh ở phía mặt này nha các anh chị. Đó. Thì có rất nhiều các anh chị khách hàng của Châu cũng đang quan tâm đất nền tại Cam Lâm và cũng rất quan tâm về vị trí này, nên là Châu quay review để khảo sát cũng như đánh giá về khu vực này, giúp các anh chị khách hàng của mình có một cái nhìn tổng quan bao quát về khu vực đầu tư bất động sản tại Cam Lâm. Thì hiện tại ở trên 602 cũng đã xây dựng rất là nhiều và hạ tầng ở đây cũng đã cơ bản hoàn chỉnh về các con đường nội bộ, nội khu. Chủ đầu tư của khu Golden Bay 602 đó chính là tập đoàn Hưng Thịnh với tổng số nền lên đến 2.000 nền. Và ở đây có diện tích dao động từ 108 đến 144 mét vuông, gồm các nền biệt thự và các nền xây dựng khách sạn, với các con đường nội khu từ 13m, 20m và 30m. Và diện tích dao động ở đây từ 6x18, 7x18, 8x20 và các nền khách sạn là 14x25. Thì như theo như Châu quan sát đánh giá thì ở khu vực này đã cơ bản hoàn thành tiến độ xây dựng 20 đến 30%. Và sau đây thì xin mời các anh chị cùng tham quan về hình ảnh live cam của dự án Golden Bay 602 Hưng Thịnh ở trên cao. Khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, vùng đất sở hữu bờ biển dài 17 km, có cảng nước sâu tốt nhất thế giới và có sân bay quốc tế Cam Ranh, một trong những sân bay quốc tế lớn nhất tại Việt Nam. Chính vì thế, Cam Lâm luôn là một cái tên mà các giới đầu tư trong cả nước luôn tìm kiếm và săn đón. Cảm ơn các anh chị đã xem hết phần video. Các anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video giá trị nhất từ Châu nhé. Và đừng quên hãy bấm vào website nguyenkimchau.com để lại thông tin và nhận ebook hoàn toàn miễn phí, để có thể liên hệ trực tiếp với Châu theo số điện thoại 0907 063 246. Châu là chuyên viên tư vấn bất động sản tại khu vực Cam Lâm Khánh Hòa, rất vui được hỗ trợ thông tin đầu tư đến các anh chị.